Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung cùng đoàn đã có buổi giám sát về công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quận Hải Châu. Thời gian qua, Đảng bộ chính quyền quận Hải Châu đã ưu tiên tập trung cao độ cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện kịp thời quyết liệt, đồng bộ các chủ trương của thành phố về phòng chống dịch. Trong đó quản lý chặt chẽ các khu vực cách ly y tế, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về phòng chống dịch tại các địa bàn dân cư, nhất là tại các khu vực kiệt hẻm chung cư. Đến nay, đã có hơn 51.500 người dân trên địa bàn được tiêm vaccine. Để đảm bảo công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, Ủy ban Nhân dân quận kiến nghị cần có các văn bản hướng dẫn để có sự thống nhất trong triển khai thực hiện. Đối với kế hoạch 135 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị bổ sung hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng, hỗ trợ giảm thuế, lãi suất vay ngân hàng cho doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung ghi nhận những nỗ lực của quận Hải Châu trong công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, đồng thời trao đổi cụ thể để làm rõ những khó khăn trong thực hiện chính sách tại địa phương. Nhấn mạnh, dù thành phố thực hiện nới lỏng một số hoạt động, nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn còn, địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là với công tác phòng chống dịch. Tiếp tục rà soát danh sách và tổ chức tiêm vaccine hiệu quả. Bên cạnh đó, cần chủ động thông tin đầy đủ kịp thời các chính sách của thành phố, cũng như trung ương đến từng đối tượng dân cư được thụ hưởng và kịp thời triển khai các chính sách đến từng nhóm đối tượng. Chú ý rà soát những trường hợp phát sinh để bổ sung, đặc biệt là đối với lực lượng ở tuyến đầu chống dịch.